Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu đang nói thì có một ông Pha-ri-siêu mời người đến nhà dùng bữa. Tới nơi người liền vào bàn ăn, thấy vậy ông Pha-ri-siêu lấy làm lạ vì người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: Này nhóm Pha-ri-siêu các người, bên ngoài chén đĩa thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Thật là ngốc, đấng làm ra cái bên ngoài lại không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn hãy bố thí những gì ở bên trong thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các con thiếu nhi thân mến, hôm nay là ngày 13 tháng 10, ngày Đức Mẹ hiện ra lần cuối. Trong 6 tháng liên tiếp từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 13 tháng 10 năm 1917, giữa Thế chiến diễn ra lần thứ nhất. Và Mẹ Maria hiện ra trong ngày 13 tháng 10 này với một cái phép lạ rất là nổi tiếng, đó là mặt trời nhảy múa, để cho thấy rằng uy quyền của Mẹ Maria và quyền năng của Thiên Chúa. Các con thiên nhiên thân mến, chúng con có yêu mến Đức Mẹ không? Có lẽ tất cả những ai đi tham dự thánh lễ chiều hôm nay ít nhiều đều là những người yêu mến Đức Mẹ. Lúc 5 giờ chiều thì trời mưa to lắm, con cũng tranh thủ vào trong nhà thờ, và 5 giờ 15 vì là lễ của Đức Mẹ nên là chúng ta đọc kinh sớm hơn. 5 giờ 15 là chúng ta đọc kinh rồi. Mà con đi xuống cuối nhà thờ thì con thấy rằng là cũng có một người đến rất là sớm. Đa phần là các cụ già, tóc bạc phơ, nhìn lên bên mấy ông thì cũng có một vài ông gia trưởng đi lễ sớm đọc kinh. Con ngồi dưới nhìn lên cũng rất là cảm động. Và những gương mặt này cũng khá là quen thuộc ngày từng ngày đến nhà thờ. Kính thưa cộng đoàn, các con thi thân mến, chúng ta cố gắng yêu mến Đức Mẹ, và tình yêu ấy cần phải được diễn tả qua cuộc sống của chúng ta. Với cá nhân của con thì thường thì bao giờ cũng đi sau các ông các bà trong các giờ kinh trước thánh lễ. Thế nhưng mà thường là những lễ kính Đức Mẹ thì bao giờ con cũng đi sớm. Con cũng muốn mình yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn. Trong thánh lễ ngày hôm nay có 3 tâm tình được chia sẻ với tất cả cộng đoàn. Tâm tình thứ nhất, Mẹ Maria rất là yêu thương chúng ta. Có lẽ đây là tấm lòng của người mẹ. Người mẹ nào cũng thương con cả, và Mẹ Maria còn thương chúng ta nhiều hơn. Mẹ Maria hiện ra ở Fatima cũng là bày tỏ tình yêu của mẹ cho nhân loại, đặc biệt trong những lúc khó khăn. Ở Việt Nam của chúng ta thì Mẹ Maria hiện ra ở La Vang, cũng là tấm lòng từ bi, từ mẫu của mẹ dành cho con cái, đặc biệt trong thời loạn ly rất là đau khổ. Rồi Đức Mẹ ở Trà Kiệu, ở về trong miền Nam của chúng ta thì Đức Mẹ ở Tào Pao. Rồi về với giáo xứ Cao Xá này, Đức Mẹ Fatima của chúng ta thì con cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện về tấm lòng của Đức Mẹ. Và tất cả những cái câu chuyện ấy cũng đều nó cũng có một cái nét đó. gần khi con đến Trà Kiệu lần đầu tiên trong đời đấy, thì ngồi nói chuyện với lại bà con, những cái người mà trong xung quanh ở đó, người ta cũng kể rằng là vào thời chiến tranh đó thì là dân chúng không biết làm gì cả, trong cái lúc mà không có súng đạn để mà chống cự người khác ấy, thì là bà con giáo dân chỉ có biết chạy vào trong nhà thờ thôi. Chạy vào trong nhà thờ để ẩn náu. Cao Xá của chúng ta cái thời chiến thì cũng chạy vào trong nhà thờ. Và hình ảnh nhà thờ được ví như là gà mẹ ấp ủ gà con. Và người ta nói rằng là khi mà súng đạn của quân thù mà bắn vào như vậy đó, thì người ta nói rằng là có một cái người đàn bà đứng ở trên nóc nhà thờ chặn lại hết, tức là đón tất cả những cái súng đạn đó để cho con cái được bình yên. Khi về với giáo xứ Cao Xá thì con có nghe một cái ông Việt Kiều cũng vào cái thời năm 68 đó gọi điện thoại về cho con, và ông nói rằng là chính con cũng nghe. Và trong cái biến cố mà đại khái là tấn công vào trong nhà thờ Cao Xá của chúng ta đó, thì thuở ấy thì ông còn nhỏ, ông gọi điện thoại về, ông nói là con phải kể cái câu chuyện này cho cha, để cha xứ, để cha nghe, về kể con không muốn là cái câu chuyện này nó được bị quên lãng. Và chính con cũng đã có cái cảm nhận đó, khi mà gọi là súng đạn đó bắn vào nhà thờ thì con cũng chạy vào trong nhà thờ. Và sau đó thì nghe bà con ở xóm ruộng nói rằng là cũng có một cái người đàn bà chặn lại,
Và sáng hôm sau khi mà dân công sáng của chúng ta đi ra ngoài làng ấy, thì thấy là có một cái quả pháo đã đưa vào mục đích là phá cái nhà thờ này. Thế nhưng mà cuối cùng quả pháo ấy không có nổ. Thì đây là chính tai con được nghe một cụ Việt Kiều ở nước ngoài gọi về để kể cho con nghe cái câu chuyện này. Thế thì với tất cả những cái câu chuyện đó, và trong tin mừng với tiệc cưới Cana hay là việc Đức Maria đứng dưới chân thập giá, đó là bằng chứng mẹ Maria luôn luôn hiện diện và luôn luôn yêu thương chúng ta. Vấn đề còn lại là xin cho chúng ta cũng có lòng yêu mến Đức Mẹ. Rồi tâm tình thứ hai, cả 6 lần Đức Mẹ hiện ra ở Fatima vào ngày 13 đó, mẹ Maria đều nhắn gửi tất cả chúng ta hãy cầu nguyện bằng kinh Mân Côi. Thì với cái điều này thì các cụ ông cụ bà thì cũng đã là rất là thuần thục rồi, chỉ còn là các con thiếu nhi thôi, phải không? Chúng ta hãy tập đọc kinh Mân Côi, để lời kinh Mân Côi có thể nói rằng khởi đầu nó là một cái thói quen đạo đức. Chúng ta đọc kinh như cái máy cũng được, nhưng mà khởi đầu là như thế. Chúng ta có những cái giờ giấc, ngay cả bản thân con thì cũng phải tập vậy, cũng cố gắng sắp xếp vào một cái thời gian nào đó, đặc biệt trong tháng 10 này, vì chúng ta hay quên lắm. Chúng ta hãy cố gắng đọc kinh Mân Côi, và lời kinh Mân Côi nó trở thành cái nếp sống cho chúng ta, khởi đầu là như vậy. Rồi từ từ theo năm tháng, đọc kinh Mân Côi là theo mẹ, đọc kinh Mân Côi là theo mẹ để xin vâng, đọc kinh Mân Côi là theo mẹ để thực thi thánh ý Chúa. Ví dụ nhà chúng ta đang bực bội ai đó chẳng hạn, thế xong mình sực nhớ đến một câu lời Chúa, Chúa dạy rằng là hãy tha thứ không chỉ 7 lần mà 70 lần 7. Nhưng mà mình suy xét, mình cảm thấy là mình không tha được, mình không tha được. Thế sau đó thì mình nhìn lên Đức Mẹ, xin Đức Mẹ giúp cho chúng con biết xin vâng đi, vâng lời Chúa đi. Thế là mình đọc kinh Mân Côi. Thế đôi khi mình đọc kinh Mân Côi một lần, hai, ba lần rồi mình tha được. Đấy là nhờ gương của mẹ, nhờ ơn của mẹ giúp. Đọc kinh Mân Côi để nhờ mẹ giúp cho chúng ta có thể vâng lời Chúa và có thể thực thi lời Chúa. Thế nhưng khởi đầu thì nó phải là một cái nếp, là một cái nếp đạo đức, một cái nếp sống, đọc kinh cầu nguyện mỗi ngày. Và bài học thứ ba dựa vào lời Chúa ngày hôm nay, khi Đức Giêsu được một ông Pharisêu mời đến dùng tiệc đó, thì đến một cái là Chúa Giêsu ngồi vào bữa tiệc ngay. Thế thì đối với cái người Pharisêu đó là phải rửa tay trước khi vào trong bàn tiệc. Thì người ta mới nói với Chúa Giêsu rằng là tại sao Chúa Giêsu lại không rửa tay mà lại vào ăn ngay như vậy, có vẻ là thiếu vệ sinh như vậy. Thì vấn đề là cái chuyện đó thì họ nói thì về cái vấn đề vệ sinh thì nó cũng có cái lý của họ. Thế nhưng mà cũng dựa vào cái lý này thì Chúa Giêsu nói vào này các ông Pharisêu, tay chân bên ngoài thì các ông quan tâm, các ông rửa cho sạch, mà lòng của các ông cái quan trọng hơn thì các ông lại không quan tâm. Tốt hơn nhất là hãy bố thí cái lòng của các ông ra đi, để lòng của các ông sẽ được nên thanh sạch. Thì đây cũng là một cái bài học thật sự nhé. Khi chúng ta suy xét trong tâm hồn của chúng ta có những cái tham sân si, có những cái điều xấu, chúng ta diệt mà không có diệt nổi đâu. Và chúng ta nhìn lên mẹ Maria, mẹ Maria dạy chúng ta là hãy cải thiện đời sống. Và mẹ Maria là người mẹ có một gọi là vô nhiễm nguyên tội các bạn. Thì đây là bài học thứ ba, và cũng là lời cầu nguyện. Lạy Chúa xin cho chúng con, lạy mẹ Maria, xin cho chúng con biết mở lòng ra với Chúa, giống như Đức Mẹ vậy đó. Khi sứ thần báo tin thì mẹ Maria cũng có những cái khó khăn, nhưng mẹ cũng mở lòng ra với Chúa, để cho Chúa đi vào trong lòng mình. Và chỉ khi chúng ta nói gương mẹ Maria mở lòng ra với Chúa, để Chúa vào trong lòng chúng ta, thì quyền năng và ân sủng của Chúa mới có thể làm cho tâm hồn của chúng ta nên thanh sạch.